So happy. Mừng đón hai cháu Quân Mai. Nhà của cô Mai nè. À, cô Tuyết, con thấy cái video kỷ niệm nghe con chỉ giữ cho gia đình mình thôi. Mai hỏi là cô quay video được không? Tự nhiên, tự nhiên phải trả tiền cô. Dạ. Để quay phải trả tiền cô chứ đâu có phải là quay không. Cô giữ tiền cũng cho con thôi chứ giờ cô cũng gần Cô đang đang tính trăm là tuổi rồi. Quân nó nói lại con hai người giàu quá mà. Bao giờ cô phải chạy đến cô. Cô gọi là cô nhờ cậy. Con về thăm cô được con mừng lắm. Tại vì con nói với anh Quân á là cô là em mẹ mà con không có gặp mẹ được, mà gặp cô á, tại vì ở cái tuổi 90 là cũng cái tuổi gần gần đi gặp Gần ông rất bà xa, rồi, gần rất xa thì trời rồi con nếu mà ạ. con không gặp được con sẽ hối hận lắm, con Dạ, tiếc lắm, nên thành con cho con đi gặp con mừng lắm. cảm ơn con nhiều lắm Dạ. nha. Cô cũng mong, từ cô nghe ngày xưa từ bà ba đó, ba nói về con nhiều lắm, ba mẹ đó Dạ. khen lắm. Dạ Con nghe con cô bảo cảm ừ. ơn. Cháu cháu giờ cách ông này có 1 tiếng 45 phút thôi. Thế con Dạ. Dạ, dạ làm con gì con là làm ba đúng phụ không? với. Không, xong rồi con ạ, xong Dạ. rồi. Đây ông cô Quân đang đi nhìn cái gì? Ta nhìn cái hình này mà ai cũng đi đi lên tiên hết rồi, chỉ có những người đứng đằng sau thôi, trừ chữ Tuấn thôi. Thì cái hôm này là hình như cái hôm mà họp mặt lại ở giờ bên nhà mẹ cháu đó, hai người ở hai đó, chả sợ rồi thế là người đi người ở, thành ra là chụp để mà cái ảnh đấy con. Dạ. Chụp hồi giờ là 2002. Thế rồi sợ rồi thế là người đi người ở lại thành nhà Dạ. là chụp. Bây Còn giờ hình này cháu đoán là chú là cô Tuyết bỏ lên đúng đúng rồi. không? Vậy là Nhưng mà cô Tuyết cùng cùng fan với có con phải rồi. ta không? Dạ, Cô phải có tao. nhiều cô mà xuống chơi cho đi xuống từ cháu lái xe tới nhà hôm nay chỉ có 1 tiếng 45 phút À thôi. thế à? Dạ. Nhà cô là thế là phe ta chứ cô Hồng với chú Jim là khác nhá. Chú Jim thì cô Không, Hồng cô thì Hồng phe thì phải ta, ta. nhưng chú Jim thì lại ông Biden. cái cô vợ của ông Trump á À. là favorite của con À á, thế thần à? tượng thần tượng của Thần tượng, con thần á. tượng, thần tượng. Thì chồng bà dễ thương ghê ạ. Dạ. Bà dễ thương lắm. Bà mặc cái áo nào đẹp là anh Úi Quân giời, cũng gửi cho con bái là người coi. đẹp, bái mặc cái gì không đẹp con ạ. Người đẹp mà cô cũng thích cả con gái của ông Trump, cái con Ivanka đó. Avenga Cô cũng thích cái con đó lắm. cô làm nhớ làm À, miếng cô nấu miếng. Miến Dạ. miến đi ai đi cho đó. Nó miếng gà hay miếng vịt cô? Miến Miếng gà. gà. Cô tự nấu à? Thì phải thì nấu hết chứ con. chính ra đó cô Phết nói chuyện với Quân mãi mà cũng không cho cô biết rằng này là con cơm hay không. Cháu nói có thế là không mà. Dạ tại vì Thế vâng, à? cháu nói là cháu là không có Thế đừng lo xong cho rồi mẹ là cháu. bây giờ cô chỉ lấy trong tủ lạnh ra. Tôi chứ cũng đâu có làm cái gì. Cháu cháu Mở xưa, cháu không ngày ăn xưa cũng không bà sao. hả? Thì cháu không Bây ăn giờ cũng không sao. bây giờ bà nói chuyện là bà thấy khen các cô bà chờ khen mà con không ăn nữa, cô đói. Dạ con à cô cảm chưa ơn. cô bảo là ba khen là nghĩa là ghê lắm thì ba mới khen, bởi vì ba không phải là ba ai ba cũng khen. Không, con nhớ Lúc đó ông chưa 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 là đám cưới mà. không cái cô Dạ. ba cũng nói với cô nhiều lắm. Có gặp mấy lần. Ba nói chuyện với cô bảo là dễ thương lắm, mà lúc bây giờ hình như ba đau phải Vâng, đó là dạ cháu yếu ông mà. già chắc ba phải thăm yếu. ba. Dạ con thăm Thế bà. thế lúc mẹ còn thì cháu có biết chưa? Dạ không, con Không chưa không bao với giờ mẹ gặp à, mẹ. mẹ Không với hết mẹ rồi, à, thế thì lúc lúc ba ba cô thì chỉ còn nói có ba. mình nha. Thôi thì mình đi, mình vô ăn đi con. Giờ cô bây giờ nghĩa là không có nấu nướng gì mấy, Dạ. nhờ người ta làm hết cả, thành Cô ra Hồng quà là rồi. À. Mỗi ngày người ta nấu cho mình hà cô. Không, được, Mình con cứ để đặt đấy. gì người ta đưa thì là mình ăn Dạ. nhiều Người lắm con ta ạ. mình không, cô cứ cô không có nấu mỗi ngày, cô Dạ, nấu Quân ơi, một lần hưu chưa? Cô thế có khoản xong tiền lành rồi chưa? chia Cô ra tính ăn từ từ. cuối năm nay bây giờ mấy cái stock nó lại xuống quá, chắc 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 phải làm thêm quá. À thế Tại à? vì cái stock nó xuống quá. Cái kinh tế năm nay,
Bây giờ cô biết mà ai bắt cóc cũng xuống hết, cô mất hết tiền năm nay. Dạ được, cô múc cho sợ không đủ á, cô múc vừa vừa thôi rồi mà múc cho đủ 4 tô á. Chứ cô múc vậy sợ 3 tô này nó thiếu á. Đây là con này, đây là cháu này, cô này, cô Tết. Dạ. Nghe cô Hồng nói là cháu làm cơm ngon lắm. Tôi nghe thấy ai cũng nói rằng là cháu làm cơm giỏi lắm, ngon lắm. Chắc là cháu ăn cái này cho thấy cháu sẽ thấy thế là không có vừa miệng. Dạ con dễ ăn lắm, con ăn cái gì cũng được hết á. Con nấu giỏi lắm. Bạn tình này có chợ Á Châu không? Có cháu ạ, có chợ Á Châu, nhiều chợ Á Châu lắm, 2-3 chợ. Vâng, hai ba chợ. Ngày mai đi chợ về con nấu ăn. Dạ. Dạ nấu cho mọi người ăn cho vui. Con ơi, đến đây để cô một tí con ngồi đó chơi. Dạ không, nấu ăn nó vui chứ. Nhưng mà cô đã sắp sẵn cả rồi. Có người nấu rồi. Có người nấu rồi. Dạ. Mai mình sáng mai mình dậy mình đi ăn sáng ngoài, tại đây có cái tiệm bánh crepe. Cháu có bánh crepe không? Cháu có hay ăn pancake. Pancake chưa bao giờ. Nhưng mà cái tiệm đó nó có cái bánh crepe giống như của bánh crepe của Pháp ạ. Bánh crepe của Pháp. Bánh crepe của Pháp. Mai mình đi ăn buổi sáng ở đó. Xong rồi thì là anh giúp cô cháu anh đi xem thành phố. Dạ. Mấy cháu, cháu thước mấy? Dạ con 1m72. Thước 72. Dạ. Cô có thước 6 thì con. À phụ nữ là 1m6 đẹp nhất. Cô có thước 6 thôi. Dạ, 1m7. Chính ra ngày xưa là cô thước 62. Nhưng bây giờ già rồi thành ra cô 1m6 là đẹp nhất, còn 1m72 như con là không có đẹp của con gái Việt Nam đó. Con nói thật mà. Ngày xưa cao hơn cháu là được rồi. Dạ. Ngày xưa kiếm một người cao hơn khó lắm cô. Nên thành không có nên dạ bà. Con đi sắp được. Dạ được rồi, con đi đứng chân không cho mát cô. Dạ. Đây, đây. Cháu có cháu lấy cho con. Cô trời, cô làm con xúc động quá, con nhìn thấy cái bánh con xúc động quá. À, cháu ngồi đây hả? Dạ, được không con? Hay là con ngồi đây? Cái bánh này à, cô đặt người ta làm à cô? Cô làm đi cháu. Cô làm. Trời ơi, khéo cháu ngồi bên này. Cô làm cháu ngồi chưa? Cháu đòi cô làm con xúc động quá. Cô ngồi bên đó sắp ra làm đôi xong rồi ở giữa cô cho cái nhân đó cháu. Dạ. Cô làm cô cho cái jam vào xong rồi cô cho fruit cocktail lên. Dạ. Bên ở giữa. Chút này cắt thì ở giữa nó có fruit cocktail. Yeah. À, mà cái này cô có hỏi Quân rằng là cháu có dùng rượu được không, bởi vì cô cho rom. Dạ. Cô cho rom. Cô ngồi ngoài đúng không? Trong bánh thì ăn được chứ. Dạ. That's không, cô không có nấu cái bánh cháu. Cô lúc cô nấu bánh xong cô cắt ra xong rồi cô chế rom tươi cho cháu. Bởi vì khi mà cô cho cái fruit cocktail vào giữa này cô để chế rom vào. Dạ. Thôi con mời cô. Đâu mời cô. Ngồi đâu? Cô ngồi bên này. Mai qua đây ngồi. Ngoài đây hả? Dạ. Em ngồi đâu anh ơi? Đấy. Dạ. Quần con ướt không? Dạ. Dạ có thì cháu xin cô. Có ướt. Cô có ăn ướt không? Cô có ướt tới cô có ăn. Cháu mai ăn cay lắm. Thôi lát cái gì mai gọi lại, mai quay lại. Bây giờ mai enjoy. Dạ. Bánh đó uống trà thì nó ngon, còn uống nước lạnh không thì nó không mới ngon. Cô cứ lên chơi đi, lát nữa con phụ con rửa cho nhanh, tụi con làm nhanh lắm. Không phải rửa con ạ, để đây cho nó vào máy. Không phải rửa, cô là ở đây là không có bao giờ gọi là khách thì không đúng, nhưng mà nghĩa là những người đến đây không có rửa bao giờ. Không. Ở đây các cô có kết luật là những người đến ăn cơm đây là không bao giờ phải rửa. Ngay như các cháu bé kia nó sang rồi nó bảo để nó heo nó heo. Để cho nên nó quen ở Seattle về Việt Nam mà anh chàng bạn nhậu mà bây giờ nó cứ cái mốt là nó gọi điện thoại xong rồi nó thấy mặt nhau á rồi nó rồi bắt nhậu online. Cầu kỳ,
cầu kỳ. Nên... cho cô cái nén này ngon quá vậy. Cháu nếu mà thấy nó đặc quá thì cho con lấy bỏ, bên cái chỗ bỏ trà con lấy bên chỗ có rượu đó bên chỗ dạ, có rượu bên này có rượu hết bên này có rượu dạ. hết dạ. dạ con mời cô Tuyết à, mời cô Mai dạ. Chúc mừng mừng đón đúng là mừng con Mai gì đó cậu